Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng cho lãnh đạo chủ chốt Ban chỉ đạo 35. Tổ chức việc lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố. Hội nghị đã trao đổi một số nội dung về nghiệp vụ tổ chức xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng, kỹ thuật xử lý thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội, thông qua tập huấn bồi dưỡng nhằm giúp thành viên ban chỉ đạo 35, nhóm chuyên gia, tổ thư ký giúp việc và cộng tác viên ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác nắm bắt, chỉ đạo và xử lý thông tin trên không gian mạng. Qua đó giúp ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy giao, nhất là nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc gây hoang mang dư luận trên địa bàn thành phố cùng với đó tăng cường đăng tải chia sẻ thông tin bài viết chính thống tạo sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân tại địa phương